cô chú, thì mua cái miếng này đẹp dữ lắm nè. Xin chào các bạn, hôm nay pha hai cái miếng chải nè. Dạ. Thì miếng mở đi nào. Hôm nay sẽ khui ra. Mày chạy dưới đó cho Kevin chơi sạch chung luôn cái trái đó luôn á. Tháo ra chào mừng các bạn. Hôm nay có cái miếng chải mới nè, là của cái xe này chạy nè. Đã lắm á. Mà trong đây mua chung luôn. Có gì đó. Chạy Bob, C for carrot, A for airplane. G great. J just. K kindergarten. L love. J juice. K number. Onion. M for mouth. P for pencil. Q for queen. R for rainbow. T for tree. U for umbrella. S for strawberry. Ziva. V for fire. Volcano. Okay. Right. W for top. Watch. X for xylophone. V for volcano. Z for zebra. Y for yo-yo. Yeah. Okay.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Đẹp quá ha, nhóc hết trơn, đủ màu luôn. Con thích này không? Xin chào các bạn. Hôm nay mình phải có cái này. Mà cái này cái gì này thì nó được có hai màu nữa. Thay vậy ông bà kiểm tra rồi mở cái này ra lên nè. Đó. Thôi. Mở lên đẹp nữa. Phải biết nha là cái này là lật ra đó. Là được hai màu đó hả? Thà hai biết ha. Một bên dây xe với một bên đọc chữ.